Rất là cuối giờ nhớ nhắc cô. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập nha, cái đề cương. Và chú ý là tiết đầu tiên của tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra nha các bạn. Đó là tiết của ngày thứ thứ năm nha. Hôm nay chúng ta mới học tiết 1 à? À, lớp mình hôm nay mới học tiết đầu tiên nha, chưa đến ôn tập đâu. Hay hôm nay ôn tập trước nha. Ôn tập trước rồi giờ thứ bảy học bài mới nha. Hôm nay đúng ra là chúng ta học tiếp tục bài số 10, 13. Rồi nhưng mà hôm, vậy thì ôn tập trước đi. Ôn tập trước rồi thứ bảy học bài mới nha. Quay lại là học bài mới. Đồng ý không? Hay là học bài mới như trình tự bình thường? Không thấy ý kiến gì hết. Hôm nay cô ôn tập trước nha, ôn tập trước để cho có thời gian để về nhà ôn bài, để tuần sau còn kiểm tra. Rồi. Phần tự luận nha các bạn, tự luận tổng cộng có 6 câu, thì có 3 câu biết và 3 câu hiểu. Bây giờ cô sẽ đi sửa 3 câu biết trước nha. Còn cái phần 3 câu hiểu là có một câu bị thay đổi đó, lát để chúng ta lưu ý nha. Để ghi nhận đó. Rồi bây giờ cô mời bạn Trường An đọc câu số 1 cho cô, phần thông hiểu, à phần tự luận nào, phần biết. Câu số 1. Câu 1 là A. Biết hệ thức của định luật ôm, nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong hệ thức. B. Biết công thức tính công suất điện, nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong hệ thức đó. Rồi các bạn, lớp mình mới có 6 bạn mở camera nha, cô đề nghị bật hết lên nha. Rồi bạn nào học không thực hiện đúng nội quy nha, cô nhắc trước là sẽ không cho điểm thường thường xuyên điểm cao nha. Những bạn mà thường xuyên mà đã được chấm điểm cao á, mai mốt cô hạ hết xuống nha. Bởi vì các bạn không thực hiện nội quy trong giờ học. Nha, vi phạm nội quy đó là không biết là có ngồi tại chỗ học hay không, hay là đã rời khỏi chỗ đúng không, đi đâu rồi. Do đó những bạn không bật camera là cô có ghi hình hết lại. Bạn nào bật thì đều nhìn thấy hết. Nha, do đó bạn nào không bật camera thì coi như điểm kiểm tra thường xuyên sau này cô sẽ hạ đồng loạt xuống hết. Lưu ý cho cô như vậy nha, bởi vì các bạn không nghiêm túc trong giờ học. Làm việc riêng. Đó, đến bây giờ chỉ có 9 bạn bật camera. Đã xem lại ý thức học của lớp mình nha. Cô nhắc như thế nha. Rồi hôm nay cô, sau tiết này cô sẽ hạ xuống cho các bạn để các bạn nhìn thấy điểm, xem vào VnEdu nhìn lại điểm của bản thân mình nha. Có 9 bạn nè. Cô nhắc như vậy nhưng chỉ có 9 học sinh bật camera nha. Như vậy cô sẽ phê vào cái phần các bạn không nghiêm túc trong cái giờ học nha. Không bật camera, không thực hiện nội quy. Như vậy cô sẽ sửa điểm lại trên VnEdu nha. Bữa giờ là quay nhiều lắm rồi đó nha. Quay hầu như tiết nào của lớp mình cũng có ghi hình hết. Nha, do đó là sẽ các bạn có thể vào xem lại cái phần ghi hình tiết dạy nha, để các bạn xem coi là mình có hình của mình, camera mình bật trong đó hay không. Ồ, hồi nãy là bật chế độ sưu tập lớn không được luôn bởi vì có 3 bạn, 4 bạn bật camera thôi. Rồi câu số 1 nào, cô mời một bạn làm nha. Câu số 1. Bạn nào xung phong nào, cô A. Cô mời Ngọc Bích nào. Dạ thưa cô, hệ thức của định luật ôm là I bằng U chia R. I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampere, U là hiệu điện thế, đơn vị là volt, R là điện trở, đơn vị là ohm ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Chính xác nha bạn. Đây là hệ thức của định luật ôm này các bạn, đó là I bằng U chia R. Trong đó U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tính theo đơn vị là volt. R là điện trở tính theo đơn vị là ôm. Và I là cường độ dòng điện tính theo đơn vị ampere. Lưu ý nè, nếu như câu này có trong đề thi, đề kiểm tra nha, thì cô sẽ cho các bạn dạng tự luận, dạng văn bản trả lời ngắn hoặc là văn bản trả lời dài ấy, cô trả lời dài cũng được. Thì lưu ý nè, cái ký hiệu chia trong trong cái phần tim nó không có đâu nha, do đó ký hiệu chia các bạn sẽ ghi gạch chéo như vậy cho cô này.
chính là bàn phím, trên bàn phím mà là cái nút gạch chéo đó nha, ghi gạch chéo như vậy được rồi, không có dấu hai chấm, cũng không có cái phần đâu, u phần r đâu nha, chúng ta ghi u phần r trên một dòng như thế này đó, và ký hiệu chia lại ký hiệu gạch chéo nha. Các bạn lấy dấu gạch chéo như vậy này. Và lưu ý thêm một cái nữa này, R thì là điện trở rồi, tính theo đơn vị là ôm. Và trên bàn phím của chúng ta, cả điện thoại lẫn vi tính thì đều không có ký hiệu ôm. Được chưa? Do đó các bạn ghi chữ ôm cho cô thôi. Ô mà ôm, R là điện trở mở ngoặc ra. Ô mà ôm, ghi chữ ôm ở đây. Và bỏ, không có cái ký hiệu ôm này đâu nha. Đó, không có ký hiệu giống như trên máy của cô như thế này đâu. Do đó chúng ta ghi là mở ngoặc ra ghi chữ ôm. Lưu ý cô nhắc nhở như vậy nha, để làm bài kiểm tra. Chứ ông lại làm mà không tìm ra chữ ôm ở đâu lại cuốn lên được chưa? Ghi chữ ô mà ôm, đơn vị là ô mà ôm, đóng ngoặc lại. Còn chữ V với chữ A thì có rồi, không không nói nha. Tiếp tục câu B. Câu B, cô mời Nguyệt Vi. Dạ thưa cô, công thức tính công suất điện là B bằng U nhân Y, trong đó B là công suất điện, đơn vị watt, U là hiệu điện thế, đơn vị volt, Y là cường độ dòng điện ampere. Đúng rồi nha bạn. Công suất điện là P bằng tích U nhân Y, và trên bàn phím của chúng ta cũng không có chữ B cong như vậy đâu. Như vậy các bạn ghi là B in bình thường được rồi ha. B in nha, chứ không phải B thường, B in. Đó, gõ in lên thì bằng tích U nhân Y như thế này. Đó. Như cái phần này thì cô sẽ vào cô chấm, cô mở ra để cô chấm nếu có dạng này, được chưa? Cô mở ra cô chấm rồi. Nhưng mà vẫn phải lưu ý ghi cho chính xác nha. P thì là công suất, tính theo đơn vị là watt. U là hiệu điện thế, tính theo đơn vị là volt. Và Y là cường độ dòng điện, tính theo đơn vị là ampere. Như vậy cái phần này cô chỉ lưu ý các bạn, thứ nhất là dấu chia, là dấu gạch chéo này. Thứ hai, ký hiệu của chữ ôm nha. Ký hiệu ôm là như thế này này, đơn vị của ôm là như vậy này. Đơn vị, cô xin lỗi, ôm được ký hiệu là như thế này. Tuy nhiên trên bàn phím không có ký hiệu này, do đó các bạn đánh tự gõ chữ ôm vào, ô mà ôm đặt vào. Rồi. Và kiểm tra thì kiểm tra trực tiếp ở trên lớp rồi ha, vào tiết của cô luôn. Do đó là có vấn đề gì thắc mắc thì sẽ hỏi cô luôn ha. Cô chưa đưa được vào ô chat là sao đây? Chưa đưa được vào. Rồi. Rồi câu số 1 này cô đưa vào ô chat cho các bạn rồi đó, nếu bạn nào chép không kịp. Rồi câu số 2 và câu số 3. Câu số 2. Cô mời Bảo Vy đọc câu số 2. Hãy cho mặt điện có sơ đồ như hình vẽ, hãy cho biết R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào, viết công thức kính điện trở tương đương của mặt điện. Rồi bạn Vy trả lời luôn đi. R1 và R2 được mắc song với nhau. Rồi Vi nói trường hợp câu 2 là song song nè. Rồi cô mời một bạn nhận xét nha. Cô mời Minh Huy nào. Dạ. Bạn nói là song song đúng chưa nào? Cô là sai. Rồi nhận xét đi, cứ nói đi. Dạ, R1 với R2 mắc nối tiếp. Rồi các bạn chú ý cho cô nè, nhìn nha. Làm sao để biết nối tiếp, làm sao để biết song song nè. Quan sát hai cái R1 và R2 ở câu 2 và R1 với R2 ở câu 3 nè. Lưu ý ở câu 2 nè, chỉ có một đầu điện trở được nối với nhau thôi. Ví dụ đầu 2 của điện trở R1 sẽ được nối với đầu 1 của điện trở R2 nè. Còn đầu còn lại của điện trở R1 nối vào ampere. Đầu còn lại của điện trở R2 nối vào cực âm của nguồn điện. Như vậy, hai điện trở này chỉ có một đầu được nối với nhau thôi. Đó. Một đầu được nối vào nhau. Còn ở câu 3 này nè. Đầu 1 của R1 nối trực tiếp vào đầu 1 của R2. Đây, nối vào nhau luôn. Và đầu 2 của R1 cũng nối luôn vào đầu 2 của R2. Như vậy, hai đầu của R1 nối trực tiếp vào hai đầu của R2. Đó. Còn chỗ này nha, nó chỉ có một đầu nối với nhau thôi. Còn bên đây nha, hai đầu của nó được nối chung vào nhau hết đây này. Đó. Còn bên đây chỉ có một đầu được nối vào nhau. Như vậy lưu ý nha, mạch điện ở câu 2
là hai điện trở này được mắc nối tiếp nha, được mắc nối tiếp với nhau. Và công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó là R tương đương bằng tổng các R bằng R1 cộng R2. Đây là đoạn mạch nối tiếp. Tiếp theo đến câu số 3. Câu số 3, cô mời Vân Giang. Dạ thưa cô, là cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, hãy cho biết R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? B, viết công thức tính điện trở tương đương của mạch điện. Làm luôn đi bạn. Cô là R1 và R2 được mắc song song với nhau ạ. Tiếp cô B. Công thức tính điện trở là bà R tương đương bằng R1 cộng R2. Đây là đoạn mạch song song mà bạn ơi, Vân Giang ơi, song song mà, R1 song song với R2 mà. Cô mời Bảo Trâm nào rút lại công thức cho bạn nào. Dạ, là công thức tính điện trở tương đương của mạch điện là R tương đương bằng... Ồ, công thức tính điện trở đối với đoạn mạch song song mà chưa biết à? Tôi chết rồi. Bằng gì? Dạ, R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Rồi, cái này phải nói nhanh nhá. Kiến thức cũ, quá cũ rồi nha. Câu A này, R1 mắc song song với R2. Mắc song song vì sao? Vì tiếp điểm 1 của R1 nối vào tiếp điểm 1 của R2, tiếp điểm 2 của R1 nối vào tiếp điểm 2 của R2. Lưu ý nha, mắc song song đây nè. Đây là mắc nối tiếp nha, bên đây là nối tiếp nè. Và công thức tính điện trở tương đương đó là R tương đương bằng tích R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Hoặc bạn nào có thể ghi là 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 cũng vẫn đúng nha các bạn. Và các bạn lưu ý nha, trong cái phần tim á, khi chúng ta làm văn bản trả lời ngắn á, nếu có cái câu như thế này nè, thì nó sẽ không có cái chỉ số 1 và chỉ số 2 đâu. Nó không thấp xuống được như vậy. Nha, các chỉ số nó không ghi thấp xuống được. Do đó cô cho phép các bạn ghi ngang bằng luôn. R1, tức là chữ R và số 1 này ngang bằng nhau luôn. R, rồi đến 1. Coi như nó ngang bằng nhau. Được chưa? Đã chú ý nha, nếu có trong bài. Rồi cô cho vào ô chat. Tiếp tục nha các bạn, chúng ta đi sang phần tự luận nhưng mà phần thông hiểu. Cô cho hết vào ô chat rồi, ai chép chưa kịp thì có thể nhìn vào ô chat nha. Hết tiết 2 nhìn vào ô chat cho cô. Rồi câu số 1 phần thông hiểu. Cô mời Huỳnh Nghĩa đọc nào. Có 21 bạn bật camera. Rồi. Cô mời là chứng minh là trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp với nhau thì điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở đó. Rồi U1 và U2 là R1 và R2. Rồi. Tức thế rồi. Rồi, cô mời bạn chứng minh nào. Cái bài này đã chứng minh ở bài số 4 nha, điện trở, à đoạn mạch nối tiếp nha. Có hết rồi, câu 2, câu 3. Cô xin lỗi, câu 1, câu 2 có hết rồi nha, đã chứng minh cho các bạn hết rồi. Cô mời bạn Linh Phượng nào. Dạ thưa cô là... Dạ thưa cô là trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, nên ta có Y bằng U1 chia cho R1 sẽ bằng U2 chia cho R2. Từ đó suy ra được là U1 chia cho U2 sẽ bằng R1 chia cho R2 ạ. Rồi, bạn xem kết quả nha. Như vậy chúng ta phải vận dụng hệ thức của định luật ôm Y bằng U chia R. Chúng ta sẽ viết được công thức tính cường độ, viết được công thức nha, cường độ dòng điện đi qua điện trở R1 như sau. Đó là Y1 sẽ bằng U1 chia R1. Như vậy đây chính là hệ thức của định luật ôm nha. Và lúc này là cô thêm chỉ số 1 vào thôi.
Từ đây cô suy ra nha, U1 sẽ bằng tích I1 nhân R1. Tương tự như vậy, cường độ dòng điện đi qua điện trở R2 là I2 sẽ bằng U2 chia R2. Chỗ này cô thêm chỉ số 2 vào đây thôi, vào cái hệ thức của định luật ôm thôi. Và từ đây cô rút ra U2 sẽ bằng tích I2 nhân R2. Và vì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp, R1 nối tiếp với R2, do đó là I1 bằng I2 và bằng cường độ dòng điện toàn mạch là I luôn. Do đó chỗ này các bạn thấy cô thay nè. U1 sẽ bằng tích I nhân R1, bởi vì I1 này chính là I rồi. Tương tự như vậy, U2 sẽ bằng tích I nhân R2, bởi vì là I2, cô thay bằng I, đều bằng nhau hết. Như vậy, từ phương trình số 1 và từ phương trình số 2, cô làm như sau. Cô lập tỉ số, lấy U1 chia U2. U1 chia U2 sẽ bằng. U1 bằng gì? Bằng I nhân R1 cô đặt vào đây. U2 thì bằng I nhân R2 cô đặt vào đây. Như vậy, I và I triệt tiêu mất rồi. Như vậy, cô có U1 phần U2 sẽ bằng R1 phần R2. Đây là điều phải chứng minh. Rồi. Tương tự như vậy ở câu 2 nào. Câu 2 là đối với đoạn mạch song song nha. Ổn lắm con ơi. Và một bạn suy các bạn suy nghĩ. Rồi tiếp tục nào, cô mời một bạn nào. Bạn nào xung phong. Rồi cô mời Tiến Huy nào. Mời bạn Tiến Huy. Dạ thưa cô, là đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu R2 U1 bằng U2. Ta có I1 nhân R1 bằng I2 nhân R2. Suy ra I1 trên I2 bằng R1 chia R2. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ quan sát nha, xem bạn mình trả lời đúng chưa nha. Như vậy trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì là U1 bằng U2 và bằng U toàn mạch nha. Tức là hiệu điện thế bằng nhau, được chưa? Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 bằng hiệu điện thế giữa hai đầu R2. Tức là U1 bằng U2 nè. Mà U1 bằng gì? Ta áp dụng hệ thức định luật ôm nha. I thì bằng U chia R. I bằng U chia R, suy ra được U sẽ bằng I nhân R. Rồi chỗ này các bạn lưu ý U1 này, cô thay bằng I1 nhân R1. Dấu bằng này cô hạ xuống. U2 cô thay bằng tích I2 nhân R2. Được chưa? Sau đó cô lấy I1 chia I2 này. Từ cái biểu thức này, cô suy ra I1 phần I2 sẽ bằng R2 phần R1. Và để kiểm tra lại xem coi mình đã rút ra được cái hệ thức này đúng chưa, chúng ta đem nhân chéo cho cô. Cô lấy I1 nhân R1 này, cô được chính là vế trái này. Tiếp tục lấy I2 nhân chéo lên với R2 cũng chính là vế phải. Như vậy chúng ta đã suy ra được cái hệ thức đúng nha. Suy ra được cái phương trình đúng nè. Đây chính là điều phải chứng minh. Có nhiều cách làm ha. Đây là cách của cô, một cách như vậy nha. Rồi. Nhưng mà đều chung quy dựa vào cái biểu thức U1 bằng U2. Rồi cô cho vào ô chat luôn cho các bạn. Từ từ nha. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo nha các bạn, đến câu số 3 phần thông hiểu. Có trong ô chat hết rồi nha, do đó không chép kịp không lo. Câu số 3. Câu số 3 này là câu mới nè, các bạn gạch câu cũ trong đề cương đi. Tự luận câu số 3 phần thông hiểu, cô thay đổi nha. Bằng câu 3 này. Cái câu 3 hôm trước là có 3 điện trở R1, R2, R3 đó. À, vẽ mạch điện nha, song song hay nối tiếp thì đó cũng nhớ. Nhưng mà câu 3 đã bỏ đi và thay bằng câu 3 này cho cô. Rồi câu 3 đọc cho cô nào. Cô mời Tuấn Kiệt nào. Xét đoạn mạch được đặt vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của đoạn mạch là B. Hãy chứng tỏ rằng đoạn điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ được tính bằng công thức A nhân A bằng. B, A bằng B nhân T nhân U nhân Y nhân T. A bằng B nhân T và bằng U nhân Y nhân T. Được chưa? Rồi câu này bạn nào chứng minh được nào?
Câu này có sự thay đổi nha, cô lát nữa sẽ chụp đưa vào ô chat cho các bạn. Cô mời Thuận nào chứng minh được không Thuận ơi? Thuận nào? Thuận số 34. Rồi. Không có tín hiệu từ bạn ấy. Rồi Tín Huy nào? Dạ thưa cô là ta có công thức rho bằng a, b bằng a chia t, suy ra a sẽ bằng b nhân t, mặt khác b cũng bằng u nhân y, suy ra a sẽ bằng u nhân l nhân t. U nhân y, u nhân l đâu ra? À dạ. Rồi chú ý đọc đúng nha, đọc trong vở ra đó. Đây là u nhân y nha, chứ đây là y chứ không phải chữ l đâu. Rồi các bạn quan sát cho cô nào. Ta có công thức tính công suất của một công suất nha, đã học ở lớp toán 8 nè, đó là P bằng A chia T. Từ công thức này chúng ta rút ra được A, điện năng A sẽ bằng gì? Bằng tích P nhân T. Chưa? Đó. Nên A sẽ bằng tích P nhân T. Mà P lại bằng gì? Chúng ta đã học ở bài số 12 rồi. P lại bằng tích U nhân Y. Được chưa? Do đó cô đem thế phương trình 2 này vào 1. Nên cô có A này sẽ bằng này. P này là gì? P là thế bằng U nhân Y vào đây. À, do đó cô sẽ có A sẽ bằng này U nhân Y và T giữ nguyên. Đó, được chưa? Vậy chúng ta đã vừa chứng minh được A bằng tích P nhân T và bằng tích U nhân Y nhân T. Rất là đơn giản nha, không khó. Và chú ý nha, cái phép chia đó là chúng ta ghi bằng gạch chéo. Thống nhất với nhau là chúng ta ghi bằng gạch chéo cho cô. Rồi cô đã đưa vào ô chat nha. Cô đã đưa câu số 3 đã vào ô chat và nhớ nha, phần thông hiểu câu số 3 đã được thay đổi. Rồi sang phần trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì dài lắm được chưa? Bây giờ cô lưu ý một số lưu ý thôi. Đọc câu số 11 cho cô nào. Đọc câu số 11. Cô mời bạn họ Hồng Hải nào. Cô mời Hồng Hải. Đọc câu số 11, câu 11 phần thông hiểu nè, à phần nhận biết trắc nghiệm nè, đây nè, trên màn hình có nè bạn. Hồng Hải ơi. Rồi Hồng Hải đọc đi. Cô không nghe thấy tín hiệu từ bạn Hồng Hải nha, bạn ấy đã bật mic rồi này, tuy nhiên không nghe thấy gì hết. Cô mời Tiến nào. 36 nào, Tiên, cô xin lỗi bạn Tiên. Số 36 đọc đi. Bật mic lên bạn ơi, đọc đi. Dạ. Câu số 11. Coi máy em nó đang bị lỗi gì á, em không có mở được. Rồi, 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 rồi. Ngọc Bích ơi, đọc cho cô đi Ngọc Bích. Điện từ thích hợp vào các ô trống trong câu sau, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và với điện trở của dây. À, như vậy ở câu số 11 này chúng ta có hai ô trống cần điền, đó là ô trống số 1 và ô trống số 2. Được, các bạn điền từ cho cô nha. Cô mời Trà My nào. Cô mời bạn Trà My. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với thế đặt vào dây tỷ lệ đây ạ. Rồi cô không nghe rõ nha, không nghe rõ bạn Trà My trả lời. Rồi Ngọc Bích bổ sung lại cho bạn đi, cô không nghe rõ được. Nhật Hạ đi rồi, thôi cô để mời Nhật Hạ đi ha. Nhật Hạ xung phong nè. Nhật Hạ đi. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Rồi chính xác rồi nha bạn. Như vậy ô trống số 1 các bạn sẽ điền từ tỷ lệ thuận và ô trống số 2 các bạn sẽ điền từ tỷ lệ nghịch. Như vậy cô lưu ý các bạn cách làm bài nè.
Nếu như trong đề thi mà có cái đề kiểm tra mà có cái câu như thế này thì các bạn sẽ đánh vào ô văn bản trả lời ngắn như sau. Trả lời ngắn hay trả lời dài cũng được, nó sẵn cái ô trả lời đó. Số 1 ghi cho cô nha, mở ngoặc 1 đóng ngoặc lại, tỷ lệ thuận. Tuy nhiên thống nhất với nhau như sau. Sau khi các bạn mở ngoặc 1 này rồi đóng ngoặc này là ô trống số 1 đó. Mở ngoặc ghi số 1 đóng ngoặc lại rồi đánh khoảng trống ra. Sau đó mới đến chữ tỷ rồi đóng lại khoảng trống ra, đến chữ lệ, khoảng trống ra đến chữ thuận nha. Và đánh bằng chữ thường hết. Nhớ nha. Các bạn, cô để cho chế độ là máy tự động chấm. Do đó là các bạn chú ý đánh đúng nha, để cho máy nó chấm đúng. Cô nhắc lại cách làm như sau này. Các bạn ghi số 1, đóng mở ngoặc như thế này. Xong rồi khoảng cách ra chữ tỷ, rồi khoảng cách ra chữ lệ và khoảng trống ra. Khoảng trống ra nha, rồi đến chữ nghịch. Hay là thuận gì đó, được chưa? Như vậy, các chữ phải đánh bằng chữ thường hết. Và giữa các chữ với nhau phải có khoảng cách, chứ không được đánh liền tù tì vào, được chưa? Đánh liền sát xịt vào nhau là máy nó chấm sai. Do đó cô thống nhất với các bạn luôn, đó là chúng ta sẽ giữa các chữ sẽ có khoảng trống với nhau. Nghe rõ không? Các bạn ghi số 1, đóng mở ngoặc xong, khoảng trống ra, gõ cái khoảng trống ra. Sau đó đánh chữ tỷ, sau đó khoảng trống tiếp đánh chữ lệ, khoảng trống tiếp đánh chữ nghịch nha, để máy nó chấm đúng. Tương tự như vậy, ô trống số 2 thì các bạn ghi là sau khi điền xong ô trống số 1 nha, các bạn ghi dấu phẩy. Thống nhất là ghi dấu phẩy. Sau đó các bạn sẽ ghi cho cô khoảng trống ra, đánh khoảng trống rồi đến số 2, đóng mở ngoặc số 2, rồi lại khoảng trống ra tỷ, khoảng trống ra lệ, khoảng trống ra nghịch, được chưa? Đó. Như vậy giữa các ô trống và giữa các chữ là phải có khoảng trống với nhau. Các bạn đánh liền là nó sẽ tự động chấm sai. Nha, chỉ cần thiếu một chút thôi là cũng đánh sai nữa. Nha. Do đó thống nhất là đánh như thế. Để cho máy tự động chấm nha. Nhớ nha, giữa các chữ phải có khoảng trống. Và đánh bằng chữ thường hết, không được đánh bằng chữ hoa. Cô sẽ cho trong cái đáp án chấm như thế nha. Rồi tương tự như vậy câu số 12. Câu số 12 cô mời bạn Hoài Anh đọc nào. Điền từ thích hợp vào các ô trống trong câu sau. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì chấm 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 có giá trị như nhau tại mọi điểm trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song chấm 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 hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ. Rồi như vậy ở đây chúng ta có hai ô trống ha, ô trống số 1 và ô trống số 2. Như vậy nếu như dạng này có trong bài thi chúng ta trình bày giống hệt câu số 11, đánh vào phần ô văn bản trả lời nha. Có sẵn cái ô văn bản, các bạn chỉ cần nhấp vào đó là các bạn sẽ trả lời được. Cũng ghi cho cô mở ngoặc 1, đóng ngoặc lại. Xong đó ghi chữ bên đây đó là cường độ dòng điện. Thì sau khi ghi số 1 đóng mở ngoặc lại rồi thì đánh khoảng trống ra. Rồi đến chữ cường, rồi lại đánh khoảng trống ra đến chữ độ. Rồi lại khoảng trống ra dòng và khoảng trống ra đến chữ điện. Cứ như vậy nha. Giữa các chữ phải có khoảng trống với nhau. Và số 1 này với chữ cường cũng phải có khoảng trống nha. Và ghi bằng chữ thường hết. Và ô trống số 2 tương tự như vậy, sau khi làm xong ô trống số 1 sẽ ghi cho cô là dấu phẩy vào đó, dấu phẩy. Xong rồi khoảng trống ra, gõ số 2 vào, mở đóng mở ngoặc, xong lại khoảng trống ra đến chữ bằng. Nha, đó. Cô lưu ý các bạn cách làm. Và đây là đáp án phần trắc nghiệm biết. Không kịp giờ rồi ha. Rồi như vậy cái phần đáp án cô đã cho vào trong ô chat luôn rồi đó. Bây chúng ta đi sang phần thông hiểu, trắc nghiệm thông hiểu. Thì cái phần cuối cô lưu ý các bạn nè. Một bạn đọc câu số 11 cho cô. Đọc câu số 11 phần thông hiểu. Cô mời Trung Nghĩa, Lưu Hoàng Trung Nghĩa. Rồi Trung Nghĩa không thấy tín hiệu gì hết. Dạ em đây cô ơi. Rồi đọc lẹ đi bạn. Câu 7 đúng không cô? Câu số 11. Câu số 11 là sắp xếp các bóng đèn sao theo thứ tự tăng dần về độ sáng. Đèn 1 220W đến 40. 220V 40W. 220V 40W. Đèn 2 220V 30W. Đèn 3 220V 75W. Rồi vậy thì trước khi sắp xếp câu hỏi một bạn nha.
Hãy cho cô biết số watt có liên hệ gì như thế nào với độ sáng của bóng đèn. Cô mời Hải Âu nào. Số watt dạ, có liên hệ là... gì với độ sáng? Dạ thưa cô, là số watt mà lớn thì độ sáng sẽ rộng mà, còn số watt nhỏ thì độ sáng ít ạ. Đúng rồi, số watt càng lớn thì bóng đèn sẽ càng sáng. Do đó người ta yêu cầu sắp xếp các bóng đèn sau theo thứ tự tăng dần về độ sáng. Được chưa? Nếu câu này có thì dạng trả lời văn bản ngắn các bạn sẽ ghi là à đèn nào đây? Đèn 2 trước này, đèn 2 số watt bé nhất này, tăng dần mà. Tăng dần như vậy là bóng đèn nào sáng yếu thì sẽ xếp trước, bóng đèn nào sáng mạnh hơn xếp sau. Như vậy đèn 2 30W thấp nhất này, sáng yếu nhất này. Rồi kế đến là sáng mạnh hơn là đèn 1 40W này. Và sáng mạnh nhất là đèn số 3 75W. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp đó là đèn 2, phẩy đèn 3, phẩy đèn 1 ghi y như cô như thế này này. Đó. Đèn và số 2, đèn và số 2 này có khoảng trống này. Rồi đến dấu phẩy nè, không có khoảng trống nha. Số 2 và dấu phẩy không có khoảng trống, y như gõ văn bản. Rồi sau đó là dấu phẩy và chữ đèn 1 này có khoảng trống. Chữ đèn và số 1 có khoảng trống. Đó, gõ y chúng ta gõ văn bản trên Word vậy nha. Và câu số 12 tương tự, đó là sắp xếp theo thứ tự dẫn điện từ tốt đến kém. Như vậy cái nào tốt xếp trước, cái nào kém hơn xếp sau. Tốt nhất là bạc thì xếp bạc trước, rồi kế đến là đồng và nhôm. Và chú ý là ghi bằng chữ thường hết. Có dấu phẩy và có khoảng trống, lưu ý nha. Rồi cô cho cái đáp án này vào trong ô chat luôn nha. Và cô nhắc luôn nè. Phần vận dụng thấp và vận dụng cao về nhà tự làm. Giờ sửa không kịp đâu. Không kịp rồi, do đó là về nhà tự làm. Và nếu câu nào không biết làm, nhắn tin riêng cho cô. Cô trả lời tất cả. Tất cả các bạn nhắn tin riêng cô đều trả lời hết. Nhớ nghe, vận dụng thấp, vận dụng cao tự làm. Câu nào không biết làm nhắn tin riêng cô sẽ trả lời hết. Nhớ nghe. Rồi tiết học của chúng ta đến đây là hết nha các bạn. Cô sẽ dừng tiết học tại đây. Và hôm nay chúng ta đã ôn tập. Do đó là tiết của ngày hôm sau chúng ta sẽ học bài mới.